Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu sử dụng khí gas ngày càng cao trong đời sống đô thị. Tuy nhiên, vấn đề kinh doanh, vận chuyển và sử dụng gas lại luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn và có thể dẫn đến sự cố cháy nổ nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản và thậm chí là tính mạng của con người. Và sự cố cháy nổ hôm 29 tháng 11 vừa qua tiếp tục là một hồi chuông cảnh tỉnh với các đơn vị vận chuyển gas và các cơ quan quản lý nhà nước. Ghi nhận ngay sau đây của nhà phóng viên. Những chiếc xe máy chở bình ga lưu thông trên phố không hề xa lạ với những người tham gia giao thông. Dường như các chủ cửa hàng ga cũng như những shipper chở ga này không biết việc chở bình ga sai quy cách không chỉ gây nguy cơ cháy nổ mà còn có thể gây tai nạn giao thông. Chỉ cần bị va chạm với phương tiện khác hoặc rơi bình ga xuống thì hậu quả rất khó lường. Mình mà đảm bảo trong quá trình vận chuyển hay là các thứ cảm tưởng là mọi thứ đều được thì mình không thấy sợ hãi, nhưng mà nó cảm tưởng trong quá trình vận chuyển rơi bình thì rất nguy hiểm, hơi sợ. Mới đây, vào sáng ngày 29 tháng 11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng bán ga trên phố Bùi Ngọc Dương. Theo lời kể của người dân, do lúc bốc xếp hàng, nhân viên đã đánh rơi một bình ga xuống đất khiến khí ga rò rỉ và bắt lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và trùm lên cả xe tải chở ga lẫn ngôi nhà bên cạnh. Nó hạ cái bình ga từ ô tô xuống thì bắt đầu chú thấy nó phụt ga lên. Phụt ga lên thì chú bảo là mày phải chạy vào trong nhà là mày lấy cái bình xịt đi. Nó bảo chú ơi, nó xịt một lúc là nó hết. Thế là thôi, lúc nó bùng to lên thế là lái xe nó cũng chạy luôn. Có đâu mấy bình nhưng mà không một ai cầm cái bình nào xử lý cả. Cháy nó cũng là hơn 9 giờ một chút. Thì có mấy bác lớn tuổi ngồi ở đường ấy. Sáng thì bác ấy có nổ ga đấy thì bác ấy hô cháy rồi người chạy thôi. Cũng có mấy bác ở bên phường ấy, ở tổ dân phố này cũng xách bình qua bình chữa cháy mini ấy, cũng xịt nhưng mà cũng không được nhiều lắm. Dân xung quanh đây người ta cầm bình cứu hỏa nhỏ ra thôi. Thì lúc ấy là xe người ta đã đến rồi mới hỗ trợ anh em người ta dẹp đường rồi kéo dây vào. Vụ cháy này một lần nữa cho thấy công tác quản lý vận chuyển chất cháy nổ còn nhiều lỗ hổng, bất cập. Và sự an toàn của người dân vẫn sẽ treo lơ lửng nếu như các đơn vị vận chuyển ga không có ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy.